Thấy ông này ông ẻo, ông yếu yếu, không có được mạnh mẽ mà sao ông viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ. Thấy em la làm sao đâu. Thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên nè. La hét viên. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ. Thì thấy vợ còn ngồi đó đó. Hỏi sao không ngủ vậy? Nói chưa chút ngủ con chưa ngủ. Dễ thương quá à. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thực. Em tên là Hoài Thương, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên. Mời em. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 26 tuổi, em cũng là giáo viên. Tụi em đến từ Tiền Giang. Ủa, tụi em là dạy cấp... Dạ, tiểu học. Dạ. Tiểu học, đúng không? Dạ. Lớp mấy? Em thường thì dạy lớp 5. Chồng em học dở hơn nên dạy lớp 2 thôi à. Như vậy là hai em là chắc là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây 8 năm thì tụi em quen nhau lúc là học chung trường đại học, chung lớp. Trời ơi, quen 8 năm luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi cộng luôn cái thời gian lấy nó là mấy năm? Dạ, là dạ. Tính luôn á. Là mới cưới đây. Dạ, dạ cũng gần 5 năm. Gần 5 năm này. Rồi, tình yêu của các bạn có đẹp không? Có lung linh không? Dạ, cũng nhiều ý nghĩa lắm. Dạ, lần đầu tiên á là em gặp vợ em là cái buổi đầu tiên của cái thời đại học á. Tụi em học thể dục. Thì em để ý ở trong lớp á thì mấy bạn nữ khác bình thường, nhưng mà có mình vợ em à đi học thể dục mà mang đôi giày cao một khúc như nè. Rồi người á thì nhỏ con mà lùn mà lại rất là nhoi, cho nên là cũng có cái ấn tượng ban đầu. Đi quấn cao gót mà nhoi nó là mỏi giò dữ lắm luôn. Là sao? Tại em không biết đó là tiết thể dục nên tính là lên đại học mình cũng điệu đà ăn chút. Cho nên mới mang dép cao gót, ai ngờ là tiết thể dục. Vô tình sao á thì phân chung tụi em chung nhóm, thầy mới kêu là viết danh sách nhóm. Thấy ông này ông ẻo, ông yếu yếu, không có được mạnh mẽ mà sao ông viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Tại em viết chữ không được đẹp. Cho nên ai viết chữ đẹp là em. Ủa nhưng mà học thể dục mắc mới gì viết chữ? Kêu viết danh sách nhóm á. Rồi cái ổng xung phong ổng viết. Đẹp quá đúng không? Dạ đẹp lắm. Nhưng mà nhìn ổng là thấy có thấy ông đẹp trai không? Dạ không, lúc đó ốm lắm. Giờ em nuôi mới được vậy. Chứ vậy đó có ấn tượng ban đầu của hai bạn. Nói chung là không có tốt đẹp. Dạ. Về hình thức với nhau đúng không? Đó. Ông này thì thấy bà này nhoi, này mấy này yếu yếu ớt mà chữ đẹp ganh, một chữ ganh bự thì làm gì được. Vậy thì bao lâu thì mấy đứa bắt đầu là có tình cảm với nhau? Khoảng 7 tháng sau á. Người nào cua người nào? Dạ em cua vợ em. Điều gì mà em quyết định em cua? Lúc trước thì em thì chơi bóng chuyền, thì ở trường có tổ chức giải của khoa thì em có trong cái đội tuyển. Rồi ở trong em đánh, em nhìn ra ngoài thì thấy vợ đứng, vợ la nguyên một góc đó, ai cũng nhìn hết. La ai? La em hả? Dạ cổ vũ. Cổ vũ. Dạ. Vũ tưởng đâu la mắng. Bữa đó dạ. Có đi cuốc cao không? Dạ. Bữa đó biết rồi, không có đi cuốc cao. Rồi nhoi nguyên một khóm đó luôn. Rồi em ở trong sân đang đánh mà lúc nào cũng phải nhìn ra đó. Mỗi lần ghi điểm. Nhưng em cổ vũ chồng em hay là cổ vũ người khác? Dạ cổ vũ chồng, tại lúc đó cũng hơi có cảm tình à. Lúc đầu chơi chung nhóm thì cũng mày tao thôi. Rồi cái ổng đánh bóng chuyền á, cái giỏi ổng rủ đi coi. Rồi đi coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ cái em la làm sao đâu. Thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên nè. La hét viên. Là cổ động viên còn đây la hét viên. Dạ tại vì em la nó nhỏ, em la không hiểu hiện hú 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 lên vậy đó. Thương ơi cố lên, Thương ơi cố lên. Rồi lúc đó là bắt đầu ấn tượng quá đẹp rồi. Dạ lúc đó nhìn ra thấy dễ thương lắm. Rồi quyết định. Dạ mấy ngày hôm sau nữa thì đi học, em có hẹn với vợ em là đi ra ngoài giếng nước để nói chuyện. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì em mới nắm tay vợ rồi mới tỏ tình. Em nhớ rất là kỹ ngày đó là ngày 19 tháng 5 2010. Ồ ngày quá đặc biệt luôn á. 19 tháng 5. Ừ dạ. Rồi mà em đã có cảm tình rồi. Dạ. Cho nên chắc chắn là để yên chỗ luôn đúng không? Rồi tình yêu của các em từ lúc đó là nó suôn sẻ, nó bằng phẳng không? Dạ không. Tụi em chia tay không biết bao nhiêu lần luôn á. Mà chia tay lâu nhất là khoảng thời gian bao nhiêu? Không có một tiếng mấy, hai tiếng thôi. Thôi đừng có té. Chia tay không lẽ 5 lần tiếng rưỡi
Nhưng mà lý do gì ạ? Chỉ vì chuyện bóng chuyền thôi à. Thời đó vì bóng chuyền thì em thích ảnh, nhưng mà cái này ảnh mê quá, nhiều khi đánh bóng chuyền bắt em ngồi đợi đó mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Cái năm ra em giận. Bây giờ chồng em còn chơi bóng chuyền không? Dạ con. Ngoài vợ ra thì còn có một thành viên nào đó cũng không thích em đi đánh bóng chuyền không? Dạ là mẹ vợ. Rồi ba mẹ em cũng không thích nữa. Ủa nhưng mà tại sao mẹ vợ lại giận? Tại vì lúc mà em cất nhà xong á thì có nhờ mẹ vợ xuống ở nhà giùm. Sống chung một nhà thì tất cả mọi công việc mẹ quán xuyến hết, ngay cả cơm tụi em ăn mẹ cũng phải nấu nữa. Cho nên là mẹ thích là muốn em ở nhà để phụ chăm sóc vợ thôi. Vậy mà hả? Giai đoạn đầu ở chung á thì cũng do là cái tính hậu đậu của chồng hay quên trước quên sau. Chưa có quen hợp tính thì cũng còn hay giận. Mẹ em giận thì mẹ ít nói lắm, mẹ không có nói. Nói một lần là thôi, cái thùng rác dơ đó đi đổ đi nha. Cái chồng nói dạ để đó sáng, không chịu đổ liền. Mẹ lùi cùi mẹ đi đổ. Ừ, còn cái đỉnh điểm mà để hai mẹ con gây lộn nhau là cái chuyện gì? Là lúc em sinh bé được 3 tháng, chồng thì cũng áp lực công việc đi dạy, rồi đi đánh bóng chuyền để xả két. Còn mẹ thì vừa chăm cháu, vừa làm việc nhà này nọ, cho nên mẹ cũng két. Em thì mới sanh, không khí gia đình lúc đó căng thẳng lắm. Bình thường thì em sẽ là người dung hòa giữa hai bên, nhưng lần đó em cũng căng thẳng quá. Cái mẹ rầy chồng, cái chồng trả lời lại. Cái em ở giữa rất là khó chịu, em la làng lên là hai người không ai thương tôi hết á. Chồng với mẹ muốn làm gì làm đi, không lo nữa. Cái bỏ lên lầu nằm khóc. Thì sáng hôm sau mẹ với chồng tự năn nỉ mẹ, rồi mẹ với chồng về. Đó là lúc đỉnh điểm nhất, là giận là hơn 2 tiếng thôi đó. Ồ, giận lâu hết sức luôn. Tưởng là giữa mẹ với rể là xung đột dữ dằn. Rồi mẹ bỏ về để tự hai chồng dạ, chăm sóc này kia nọ. Một cái kịch bản mình đưa ra nó dễ sợ. Cuối cùng mới được 2 tiếng. Cả mẹ cái chồng tự lên năn nỉ bé này. Vậy là nhiều khi á, mẹ giận em là tại vì chắc là lúc cái tình cảm của mẹ dành cho con rể giống như con ruột luôn á. Nhiều khi bực bội, nhiều khi này kia nọ rồi. Mẹ thương chồng hơn thương em. Đúng không? Dạ. Đó, như con ruột ngay, vậy đó. Ngay nhau á là nhiều khi mẹ bên chồng hơn, không có bên em. Vậy tại tính ổng cũng hay năn nỉ mẹ mà như con nít vậy đó. Cứ lại à, mẹ lại ôm mẹ, nhõng nhẽo, nói đeo theo chừng nào mẹ hết giận thôi. Nhõng nhẽo lắm, nịnh mẹ lắm. Ở cái nào mà ôm chân rồi đu đeo như trời ơi, ghinh mẹ em lên luôn á. Kêu mẹ em là bé Tuyết không à. Mẹ em là bé trời ơi, vậy sao giận được trời. Bởi vậy nên không bao giờ giận lâu được đâu. Trời ơi, ôm mẹ là một cái bé Tuyết nữa. Dạ. Giận con rồi. Dạ đúng rồi. Nhân đây thì em có muốn nói điều gì với mẹ vợ của mình hay không? Thì cũng thông qua chương trình thì em muốn cảm ơn mẹ. Mẹ đã làm thế vai luôn của ba là lo lắng cho vợ, rồi sau này lại lo thêm cho con, rồi thêm 2 đứa cháu nữa. Mọi công việc ngoại đều quán xuyến hết. Thì ngày hôm nay con muốn cảm ơn ngoại đã dành hết thời gian để bên con, bên cháu và góp phần cho cái gia đình con thêm hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Bé Tuyết lắm. Thôi đi. Con yêu bé Tuyết nhiều lắm. Rồi cưới nhau như vậy thì chắc có lẽ là vợ chồng của em có những cái tật xấu gì không? Dạ có. Cưới nhau thì phát hiện anh cũng càng mê bóng chuyền hơn nữa. Ví dụ như hôm nay đi dạy về chiều anh sẽ đi đánh bóng chuyền, có khi hả trong sân không còn ai, giống như là hôm đó cuối tuần người ta về quê thì anh cũng chạy cả mấy chục km để về quê đánh luôn nữa. Xa vậy anh cũng đi nữa. Ồ vậy á. Ghiền tới mức như vậy á. Đam mê quá. Dạ thì em mong anh là bớt mê bóng chuyền lại, ví dụ đó 7 ngày thôi, giờ chừa lại cho vợ con vài ngày được không? Dạ lúc rồi thì em cũng đã tiết chế lại. Thì thường á, ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì em dành ở nhà để cho vợ với con. Khi nào rảnh rang vợ cho đi thì em mới đi. Giờ tới phiên Hoài Thương. Vợ em có cái tật xấu là giận, mà bạn em hay nói là giận sản. Giận những chuyện vô cớ lắm. Thói quen là tối là em phải chúc ngủ ngon thì mới đi ngủ. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ. Thì thấy vợ còn ngồi đó đó. Hỏi sao không ngủ vậy? Nói chưa chúc ngủ ngon, chưa ngủ. Dễ thương quá à. Tới bây giờ vẫn vậy. Dạ, còn nhiều lúc mà làm gì cho em giận á thì năn nỉ lần thứ nhất cái em cũng còn giận, cái lần thứ hai thì em bớt rồi cái em giả bộ giận. Năn nỉ qua tới lần thứ ba cái là giận ngược lại, em phải đi năn nỉ lại. Cái đó do em lầy quá, người ta lầy quá. Không, mà lúc nào cũng vậy, từ hồi quen cho tới bây giờ luôn. Thì mỗi lần mà hai đứa giận nhau á, em đúng hay em sai em cũng phải xin lỗi trước. Xin lỗi vợ. Dạ, vợ em còn cái tật nữa, mê tiền. Sao tự nhiên em nói chị vậy? Hình như cái đó bà vợ nào cũng thích được, không có cái tật đó như sao. Bà vợ nào không có cái tật đó chứ á. Không, mà vợ em rất mê tiền. Có khi đang giận nhau đùng đùng vậy đó, móc tiền đưa cái hết giận rồi cười lên. Trời cười kìa. Trời ơi.
tự nhiên tả chị dẫn đây luôn á. Ở dưới này có mấy bà vợ nào có cái tật giống vậy không? Đó. Em biết cái tật của chị rồi, là khi nào chị giận em là em cứ đưa tiền cho chị là đó. Rồi. Mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn là vợ bớt giận lại thôi. Từ lúc em giận đó là do đi chơi bóng chuyền nhiều quá đó. Dạ đúng. Dạ. Đó biết ngay mà. Chuyện phải trong gia đình em chị cũng biết liền luôn. Bây giờ năn nỉ hoài anh ơi bớt cũng không bớt, đúng không? Bây giờ cứ giận Phong Long vậy đó. Giận. Suy nghĩ. Đúng. Sao mình không bằng trái banh gì vậy? Đúng không? Dạ. Trời ơi, vợ đẹp trái banh. Buồn. Thì giờ không lẽ giờ đưa tiền mà không nhận thì kỳ. Mà nhận mà cái mặt chù ủ thì không được. Đúng. Mỉm cười cái đi, nhận xong rồi giận tiếp. Còn cái tật mà mê tiền thì thôi cứ để đi, để em có chiêu mà em giải quà. Chị thấy tụi em dễ thương quá trời. Chị em có bà mẹ vợ vậy là quá hay. Bé Tuyết á, bé Tuyết tuyệt vời quá luôn. Em có ba mẹ chồng cũng rất là tuyệt vời. Hai đứa em được con một hết. Để mẹ em thì có mình nên không có thể theo chồng về quê, nên tụi em lập nghiệp ở đây. Thì ba mẹ chồng tuần thì phải xuống thăm con thăm cháu một lần. Trời vậy luôn á. Mà tụi em quá tuyệt vời luôn. Vậy là tụi em quá hạnh phúc luôn. Thì bây giờ á, cái vấn đề còn chút xíu xìu xiu nữa thôi, là cái chuyện bóng chuyền với lại cái chuyện mà hay giận Phong Long vô cớ, đúng không? Ừ. Thì giờ hai cái này là hai cái tỷ lệ thuận đó em. Em bớt cái này cái kia nó bớt liền. Chắc chắn luôn. Mà em tăng cái kia lên là cái này nó tăng lên là nó tỷ lệ thuận đó. Thay đổi chút xíu nghe. Rồi, chúc cho vợ chồng của Hoài Thương lúc nào cũng thương hoài như thế này nha. Em cũng có chuyện này tại vì sắp tới kỷ niệm 5 năm ngày cưới cho nên là em cũng có món quà muốn tặng cho vợ. Hay quá, tuyệt vời quá. Trời ơi đó, chồng quá là dễ thương. Trời ơi, còn đứng lên em nhận tiền. Ôi, cái này còn hơn tiền nữa. Trời ơi, chắc ổng nhào vô ôm hôn luôn á, thiệt á. Anh cảm ơn em là trong 5 năm qua em đã dành hết cái thanh xuân để dành cho anh và hai người con. Sắp tới 5 năm ngày cưới anh có món quà muốn tặng cho em. Trời ơi, hột xoàn, trời ơi, cái này tôi thích hơn tiền nữa. Trời ơi. Ôi dễ thương quá. Trời ơi, ôm hôn liền, trời ơi. Ôm hôn rồi. Trời ơi, cảm động. Vợ em về kể lại, trời ơi, lần đầu tiên gặp anh á, em thấy cái gì đó nó dơ dơ. Tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy. Lúc cảm nhận của em sao đó, tại sao không tặng là con chim sơn ca? Đúng rồi đó. Hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó không có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Em giận anh gì hả? Đâu có giận gì đâu. Sao mãi sau này mình mới biết là hình như đã lâu rồi mình không có chuyện ấy. Cái lúc đó là lúc mới cưới cũng lo toan nhiều thứ lắm. Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Mời hai em. Mình thấy cái đơn là mình thấy có vấn đề rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Lời đầu tiên thì xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Đàn thì mình sẽ có hát nữa, tại vì em đàn không có hay, em hát thì cũng không có hay. Nhưng mà hai cái đó hợp lại thì nó đỡ dở hơn. Nó đỡ hơn. Thì... Dạ. Dạ. Mà cái đối tượng mà em phục vụ chính là ai nè? Dạ. Bà xã. Đó. Dạ. Rõ ràng. Để chi biết không, để lúc em đờn là em được quyền nhìn thẳng vô mắt bà xã. Thực ra thì khi mà đàn thì em cũng không có cần nhìn đâu. Tại vì cái bài hát mà em viết á thì cũng là viết về bà xã. Trong lúc em lên dây đó, chuẩn bị đó, thì bây giờ mời em. Bây giờ em giới thiệu em một chút. Vừa xong một cái là tiếng đàn cất lên liền. Đúng rồi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và tất cả những quý khán giả xem chương trình này ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Ngọc Châu, thì em đang làm CMO là chuyên môn cho văn phòng đại diện của Viện Tế bào gốc ESL Bio. Chào mời em. Dạ, hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh, em tên là Nguyễn Thái Dương. Thì các bạn học trò của em hay biết là em hay dùng âm nhạc để mà đưa vô bài học để mà dạy. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có dùng âm nhạc để đưa vô bài học mà mình chỉ nói về tình yêu, tình yêu gia đình thôi. Là Dương nhiêu tuổi rồi cưng?
Hôm nay em ngót nghét 30 rồi. Ngót nghét 30 rồi. Dạ, éo quá. Sáng 5.000 xôi, chiều 3.000 trà đá. Còn Châu thì sao? Thì em ngót nghét bằng dương. 29. Thôi bây giờ em đàn một bài để cho anh chị dạ. Ké. Ké, đúng rồi. Dạ, đó. Ké cái coi. Dạ vâng, em rất là hân hạnh. Thì cái bài này nó tên là cái bài Tự nhiên. Tự nhiên hai người chẳng quen biết nhau mà có thể trò chuyện suốt đêm thâu. Tự nhiên hai người nào thân thích đâu mà trái tim chung nhịp cầu. Tự nhiên hai người từ hai xứ sở chẳng biết sao lại gặp gỡ. Tự nhiên hai người hai quê xa lạ giờ sống chung một nhà. Lạ thật đấy, lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ồ lạ thay, ồ lạ thay, tự nhiên ta tâm đầu. Ồ ngộ ghê, ồ ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Tự nhiên hai người từ đâu khiến xuôi lại chia ngọt sẽ bùi. Một khi có người sầu lo chẳng vui, người kia cùng với nụ cười. Tự nhiên bên đời anh đây có thêm người thân ấy là chính em. Tự nhiên trong nhà anh ấy có thêm người anh sớm về mỗi đêm. Lạ thật đấy, lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ồ lạ thay, ồ lạ thay, tự nhiên ta tâm đầu. Ồ ngộ ghê, ồ ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Dạ, cái bài hát anh hay quá em ơi. Dạ, rất hân hạnh. Cảm ơn anh nhé. Anh rất muốn biết à, hai vợ chồng em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Dạ, vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là em đại diện cho lớp em và chồng em đại diện cho lớp chồng em làm MC trong trong cái chương trình gọi là truyền thống khoa về sinh học. Tụi em cùng trường, cùng khoa, chỉ khác lớp thôi ạ. Chắc là em gặp cô này là chắc là không bình thường nào đúng không? Cũng không có bình thường. Trước khi mà lên sân khấu làm MC á, là em thế cho một người bạn. Chắc vợ em không dám nói đó chứ. Vợ em về kể lại, trời, lần đầu tiên gặp anh á, em thấy cái gì đó nó dơ dơ. Tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà. Cái này chắc cũng xin lỗi các bạn tự nhiên, chứ thực ra mà nói mình là cũng là người tự nhiên. Thì mình thấy sinh viên tự nhiên nó tự nhiên quá. Không có chú ý về cái cách ăn mặc, đầu tóc, không có chú ý gì hết trơn. Ngày xưa tóc em nghệ sĩ để cái mái mà nó che hết nguyên khuôn mặt mà. Mồ hôi mồ kê đúng là dơ, đúng là dơ, dơ đó. Giờ thì móc móc cũng cũ. Dạ đúng rồi, nhìn nó dơ dơ lắm. Còn em thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá. Em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ bó vô quần. Thời của em cách đây 10 năm không có ai vậy hết. Em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không? Dạ không. Nó không phải là đùng một cái mà mình thấy là nó bất bình thường, mà nó sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ. Thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình. Nãy giờ Dương kể thì các anh chị cũng nghe là em là có bị bệnh là điệu bẩm sinh đó, nghĩa là em rất là điệu. Cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với Dương là vì em điệu hơn các bạn. Chương trình người ta có 3 tiếng mà tụi em thống nhất là mặc 3 bộ đồ. Ban đầu Dương đề nghị thì rất là mắc cỡ, sợ em không chịu, nhưng mà em nghe 3 bộ đồ em mừng quá. Tại vì mình được điệu. Dạ đúng rồi. Thích quá, cho nên đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là mình rất là thích đẹp, mình rất là thích chỉnh chu. Vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em
có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á? Thì có một lần em nhắn tin với Dương là em đi làm về tối, thì Dương nói là sẽ đón em về. Cho nên đó là Dương chở em về, thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở. Thì đó lần đầu tiên gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau bên ngoài. Lúc đó là có tỏ tình luôn không Dương? Chưa anh, chưa. Cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm. Cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel. À, ngày Noel năm rồi, ngày anh vừa rồi chính là kỷ niệm 9 năm. Ủa? Ngày quen nhau. Wow. 9 năm. Dạ, 9 năm luôn. 9 năm quen nhau. Rồi, tới giờ nè, tỏ tình có gì đặc biệt không nè? À, em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy. Nói cảm nhận của em sao, nói tại sao không tặng là con chim sơn ca? Đúng rồi đó. Hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Nói chung là mình nhận trong lòng rồi nhưng mình không nói ra. Không nói thành lời luôn. Dạ. Coi như là chấp nhận, em cũng hiểu là bạn dạ. này đồng ý thôi. Dạ đúng, nhận quà mà chị. Như là ngày xưa không có nắm tay nhưng mà có hôn gió được không? Dạ có. Hôn gió hả? Trời dạ. đất ơi, hôn gió bà nội ơi. Vậy hả? Hay là vậy hả? Trời ơi là trời. Rồi cái nấc thứ nhì là bao lâu thì em mới được nắm tay, rồi em mới được đặt cái luôn. Đặt cái bờ môi của em lên gò má của chị. Chắc cũng phải cả tiếng sau. Dạ. Lâu quá. Lâu quá, chị tưởng nó nói là tháng sau hay năm sau. Không, mình cũng nghĩ vậy luôn á. Dạ, hôn tóc, hôn tóc. Tóc thôi. Hai tháng sau. Hai tháng sau là mới hôn môi. À hôn môi. À hôn má thì em chồng không... em là hay quên á. Hai tháng sau là hôn má, sáu tháng sau mới hôn môi. Trời ơi, đó. Nhưng mà là có lúc nào mà giận hờn nhau đến độ phải đứt đoạn không? Dạ, giận một lần. Em cũng không nhớ lý do tại sao, nhưng mà cũng giận nhau một tuần. Cũng cảm thấy là buồn, là tổn thương lắm. Nhưng mà cũng do là tụi em quen nhau từ ban đầu là lý trí đi trước tình cảm. Thành thử ra là suy đi nghĩ lại thì cũng không có ai hợp với mình bằng người này. Rồi bên này họ cũng nghĩ vậy. Cho nên nó là ráng lắm mới được một tuần, giận nhau mới được một tuần. Rồi xong đó là ở quê luôn. Dạ. Và êm đềm cho tới ngày cưới luôn. Rồi, vậy là hai đứa giữ gìn với nhau cho tới ngày lấy, ngày làm đám cưới luôn. Dạ, dạ. Đúng rồi. Như vậy là trước đó là cũng không sống thử, không gì hết luôn. Tụi em làm ăn chung, rồi chung rất là nhiều cái về tiền bạc tất cả mọi thứ. Nhưng mà chỉ là giữ gìn cái chuyện quan hệ thôi. Em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui được? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Dạ chớt quớt. Đúng không? Chớt quớt là do ông xỉn. Thì hai đứa tỉnh quá nên mới chớt quớt. Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng. Phải đúng là cố gắng luôn đó. Rồi có cả lo sợ nữa. Rồi mình cảm thấy mình cái này mình chia sẻ kiểu đàn ông như không sao cả anh Thuận. Kiểu là chưa có gì hết. Đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó. Khó lắm. Khi về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước. Ủa làm sao em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ. Em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba ở trong mấy câu chuyện này. Chỉ có mẹ hỏi mẹ thôi. Mẹ cũng bó tay hỏi ba. Còn bạn này mới hỏi mẹ nè. Rồi hỏi chuyên gia nữa. Hỏi chuyên... Bà trong đó em cũng thấy sao mình dở quá vậy. Cái này gì nó do mình không? Thí dụ như mình ào ào cái là được rồi. Nhưng mình sợ chỉ đau. Tức là mình cứ không có cứ sao quân sao quân hoài thôi. Rồi cuối cùng cũng ráng và cũng được ba tuần, gần tháng sau. Ba tuần sau mới có đêm tân hôn. Dạ đúng, đúng nghĩa, trọn dạ, vẹn đúng nghĩa. Đúng. Còn em sao, có về hỏi mẹ không? Dạ không, em thì em cứ im lặng thôi. Nhưng mà rồi á, trong 3 tuần lễ mà sầu quần chưa đâu vô với đâu á. Dạ. Em có bị hoang mang lo sợ không? Dạ không, em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ lạc quan á, với lại là em lo đi chơi, em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật. Tức là trong 3 tuần trăng để chuẩn bị lên kế hoạch á thì không được, nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi. Rồi xong mày đi á, cái đó là dính luôn. Dính bầu luôn, bầu luôn. Một lần duy nhất, và từ đó là chỉ vậy, là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ, mà đẻ con xong là phải kiêng nữa. Coi như tổng cộng 2 lần. Trời. Tụi em chỉ mới tân hôn đâu đó chừng 5 đổ lại đây. Mà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi rồi anh. 3 tuổi dạ. Rồi em. Dạ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta đến sang với cái phần là... rất là hấp dẫn nha. Nãy giờ anh thấy chồng em á nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn, rất lịch thiệp vậy.
không biết anh ấy có nhiều tật xấu không ạ? Chồng em thì hay bề bộn, nghĩa là về là giày bỏ nơi, dớ bỏ nẻo. Cái bàn làm việc của chồng em mà nó sạch được quá 3 tiếng là em phải làm mà tiệc chúc mừng á. Vì lên ngồi cái là nó tùm lum hết à. Có nghĩa là ông để, ông quăng sách vở để dạ bừa bộn đúng không? Dạ đúng rồi, cái ba lô chồng em mà mở ra là coi như là giống như túi Doraemon, không thiếu cái gì hết. Nhưng mà em thì được cái là em thoải mái, cho nên đó là chồng em dậy thì em cũng thấy thoải mái, ok luôn, không sao hết. Hai vợ em chồng em mà đi du lịch về là hai cái vali, là cái vali bỏ chỗ này, cái vali bỏ chỗ kia, rồi cứ lôi đồ ra mặc hết thì cất vali thôi chứ cũng không. Nhưng mà em có bừa bộn không? Dạ. Em có bừa bộn giống như ảnh không? Em thì em không bừa bộn như ảnh, nhưng mà em cũng không phải là người quá chi li trong trong mọi thứ. Còn gì nữa nè? Còn thật xấu gì? Có giống Nobita không? Dạ, quên chồng em quên là sao? quên số 1 luôn, nhưng mà may quá em số độc đắc. Em quên giỏi hơn chồng em. Quên. Tiếp tục này. Chồng em cọc nhưng mà em có thuốc trị. Thật ra là chồng em cọc thì em giả ngu, giả ngơ, coi như không biết gì hết. Xong rồi lấy hồi là quên luôn, thế là xong. Quên là mới cọc luôn á. Thật sự luôn là kể tính tốt thì em kể rất là nhiều. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Em thì em thấy như vậy là được rồi. Quá tốt. Dạ. Tới em đó Dương. Nói chung thì em cũng có một cái hội bạn thân, là cái nơi mà em hay chia sẻ những cái tật xấu của bà xã. Mấy bạn em cũng có bà xã hết, về kể với nhau thì mới phát hiện một điều, đó là cái tật xấu của mấy bà xã của mình thực ra nó ai cũng có. Y chang dạ. luôn á. Cái đầu tiên là cái mà em cảm thấy khó chịu nhất, nó làm cho em nhiều cảm xúc tiêu cực nhất, đó là cái chuyện mà phủ nhận tất cả những cái gì mình đã làm. Cái này nói được không ta? Chồng đi làm về thì phải đưa tiền chợ đó, đưa tiền chợ vậy. Nhưng mà mỗi lần mà giận lên chút xíu nha, là anh không có lo gì được cho em hết trơn, anh không có cho em có đồng nào hết trơn đó, kiểu vậy. Là quên, nó bị tính hay quên. Cầm tiền xong mà không nhớ mình cầm tiền của ai luôn. Dạ đúng rồi. Xong cái đó mới đưa hồi chiều đó, bây giờ kể nữa có chút xíu vậy mà cũng kể quá trời kể luôn đó, kiểu vậy. Rồi một cái ha. Rồi cái thứ hai đó là cái này gọi là quy tắc con số 4 mà mãi tới bây giờ em mới học được, chứ ngày xưa đâu có biết. Cho nên là luôn luôn gặp rắc rối. Mỗi lần mà giận nhau ấy, bả nằm xoay vô tường, còn em phải nói em ơi cho ôm cái nha, thôi đừng có đụng vô, thôi cho ôm cái đi mà, thôi đừng có đụng vô. Mình muốn ôm rồi đó, cái vợ mình mới nói không, cái này em nghiêm túc, tại vì bây giờ em mệt á, nếu mà anh cứ đụng vô người em như vậy nhiều á thì em sẽ không có ngủ được, cho nên là nếu mà anh muốn á thì nói chuyện sao bây giờ không đụng vô em. Nghe nghiêm túc quá, em tưởng thiệt. Cái thế là em ngủ luôn. Cái sáng mai tại sao anh không ôm em, cái em, ủa nó mới được đâu, không được, anh phải nhớ quy tắc con số 4, phải năn nỉ 4 lần tới cái lần thứ 5 mà em vẫn như vậy thì mới là thật. Đó thì đó là cái mà em học được, thì có như sao đó bớt cái... xuống 2 lần cho đỡ mệt. Bớt xuống đi, ta đi chợ tôi còn trả giá mà. Chứ nhiều khi mình thoải mái quá cũng đâu có được chị. Nhưng mà mình bây giờ phải làm nư chứ. Từ từ cái con số 4 nó lờn. Số 5, số 6 này kia là có nhiều cái chiêu trò khác nữa, cái đó là cái thứ hai. Này lại có lần em mệt nữa nè. Có một ngày đẹp trời nọ, cái tự nhiên cái cảm thấy khó ăn khó ở, cảm thấy hay cáu gắt. Lúc đó mình biết là giận rồi, mình cảm nhận được, cái mình hỏi em giận anh gì hả? Đâu có giận gì đâu. Sau mãi sau này mình mới biết là ồ, hình như đã lâu rồi mình không có chuyện ấy. Cái lúc đó là lúc mới cưới, cũng lo toan nhiều thứ lắm. Rồi mới dọn ra riêng, có rất là nhiều gánh nặng phải lo, mà đùng cái có bầu nữa. Cái mới, à trời ơi, thì ra là cái chuyện đó. Cho nên là mới khó nói. Đó, chứ sau đó hiểu rồi thì lâu lâu em cũng mạnh dạn. Mà bây giờ chủ yếu là em đòi nhiều hơn. Rồi bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì? Dạ, thay đổi gì không? Muốn thôi, chứ cũng hiểu là cái hoàn cảnh nó cũng khó. Tức là sáng sớm vợ nấu cơm, mình ăn cơm chung, vợ ở nhà chơi với con hết đi, mình đi làm được rồi, còn vợ đi làm cho vui, một ngày 4 tiếng thôi, một ngày 8 tiếng thôi đó, rồi còn lại thì mình lo hết, thì cái đó là cái mong muốn của em. Rồi như vậy. Nhiêu thôi. Chị thấy gì nè, chị có cảm giác thôi là hình như tụi em còn có một cái gì đó nó vẫn còn giữ kẽ với nhau á. Mặc dù là mình đã quen nhau tới 5-6 năm rồi, mình ở với nhau 3 năm rưỡi rồi, nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn một cái gì đó nó chưa phải là một, nó vẫn còn cái sự giữ kẽ với vợ, giữ kẽ với chồng và giữ kẽ với mọi người xung quanh.
đó, thì giữ kẻ với người xung quanh là ok, là cái điều đó là nên phải bắt buộc. Nhưng mà em biết không, vợ chồng nó có cái vui lắm, khi mà em đã vượt qua được cái điều mà giữ kẻ với nhau á, thì chị nói thiệt với em là cho đến thời điểm đó thì cái mảnh ghép kia, cái nửa kia mới chính thức là một nửa của mình. Nó khớp á, nó vô cái ngàm nó khớp, và tự nhiên mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà xấu xí nhất mà mình cần phải ém đi, mình cần phải gì cho mọi người đừng có thấy, là mình chỉ có xả được với chồng mình thôi. Và ngược lại, chồng chỉ có xả được với mình, mà nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng lắm. Không, cái đó chị nói nghiêm túc, em cứ thử đi. Tại vì cái người mà đi với mình đến cuối cuộc đời là chồng, là vợ mình thôi, chứ cũng không có ai, nếu mà mình thực sự là một nửa của nhau. Thì thành ra em thử cái cảm giác đó đi. Tức là tụi em đã rất nhiều những cảm xúc rồi, cái cảm giác rồi, bây giờ tụi em tận hưởng thêm một cái cảm giác đó nữa, là không giữ kẻ với nhau nữa. Đó là muốn là ánh đó, ví dụ nha, đó, lâu lắm rồi đó, ví dụ vậy, chị nói vậy, không cần phải nói xa nói gần, không cần phải tự hiểu. Em hiểu cái gì không? Không cần phải tự hiểu, tại vì như vậy nè, những cái đó nó sẽ làm cái hưng phấn của chồng em nhiều hơn. Hoặc ngược lại nha, tự nhiên ủa trời, bà rất cần đến mình, bà nghe là hiểu, bà rất là mê mình, bà rất là muốn mình, là tự nhiên cái hưng phấn nó nổi lên, đúng không? Đó, và ngược lại chồng cũng vậy đó. Đó thì chị góp ý vậy thôi. Em có vậy không? Có luôn. Có, bởi vì mấy hai đứa liên tiếp đó. Anh hy vọng là sau chương trình này về thì các em nếu như vẫn còn có cái gì mà chưa có thật sự là có thể tỏa ra hết, bung xòe ra hết á, thì hy vọng sau chương trình này về thì hai vợ chồng sẽ không còn có một cái gì đó kẻ, không có gì mới để giữ nữa hết. Nghe, cứ nói hết nghe. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Thì á, không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi, tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu, ghen luôn, cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Trời ơi, khổ quá, đi hát về có được tiền ví dụ như 400-500 vậy đó, xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng nào nó bơm hàng em. Trời ơi, em về em bắt mặt xuống giường em khóc, em nói em này đồ em mặc đấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc đó. Rồi á, đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn tất cả mọi thứ. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Võ Kiều Vân xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Quá. Hiện tại em dưới 30 chút xíu. Và hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dạ, gì? Em là ca sĩ. Mà em? Dạ, em là Khởi Phong. Hiện tại thì em đang là manager của Vạn Vân. Và em là nhạc sĩ, chuyên sản xuất những cái MV ca nhạc của Vân. Và tất cả những cái dòng nhạc Vân hát là từ ballad, bolero, dân ca thì em đều viết cho Vân. Có như là chồng đàn vợ hát. Có nghĩa là lọt sàng xuống nia, nước chảy chỗ trũng, không có mất đi đồng nào. Dạ, đúng rồi đó. Vô hết, không có thoát một miếng. Cái này là không phải là mình tham đâu, mà tại vì ngày xưa tụi em nói chung là không có điều kiện nhiều. Nên là cái gì mình cũng phải tự học, mình tự làm. Hai bạn hãy kể cho anh nghe câu chuyện của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè. Và lần đầu tiên em gặp chàng trai này em ấn tượng. Dạ, em gặp anh Phong là lúc tụi em đi hát chương trình từ thiện. Chồng em mới đầu em gặp hiền lắm. Trời ơi, em nói sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà, tao nói em thấy sao người ta ăn hiếp nhiều quá. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này vậy đó. Trời ơi, em giống như là người đàn ông vậy đó. Ôi men lắm anh, lúc đó là giống như là hả, ngày xưa mình hay gọi là tomboy á. Ôi men lắm, tính cách mà giống như là không chơi phụ nữ, không chơi con gái đâu. Chơi mấy đàn ông không à. Giờ đó trong cái chuyến đi từ thiện hôm đó thì tụi em có duyên ngồi chung xe, tại cái anh làm từ thiện thì bữa đó là em nhớ là ở Bến Tre. Cái làm cái duyên sao á là bạn này ngồi kế em luôn. Sau cái buổi đó thì về thì hai đứa mới tìm hiểu, hai đứa nói chuyện, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên á là cái tính tốt rồi đó. Nói chung là tốt tính mới đi từ thiện đó. Trời, hai đứa em thử ông này đi từ thiện xong ghé được cái chỗ đó là mình được mua mấy cái đồ mà đặc sản đó anh, để đem về. Trời, hôm nay vợ mới nhớ nè, ông dẫn vô ông hỏi em ăn kem hôm, em nói dạ ăn. Rồi xong cái em tưởng đâu là hả đàn ông ghê lắng bao mình, em mua quá trời đồ luôn. Em thử cái ông này sao, có mê gái không nha.
Anh ngồi đâu hỏi em ra em trả tiền quá trời trả luôn. Ổng trả đúng một cây kem mời em thôi. Rất là rõ ràng luôn. Tại gì? Tại vì ổng nói ổng mời em mà. Dạ không có mê gái. Em nói ờ ông này được nè, không có mê gái tôi ok. Không có bị bệnh mê gái. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Gái này á là tính ăn cây kem xong rồi tính thử á là xử nguyên một mớ đồ anh có trả hay không. Dạ đúng rồi đó. Không trả là ok. Tại sao em không ga lăng mà em chỉ trả có một cây kem thôi? Mua xong rồi cái em ra em tính tiền thì cái đó thì em tính tiền trước, còn bạn này bạn đi lựa bạn mua đồ sau đó thì em đâu không có để ý. Thì bạn mua đồ sau, bạn mua quá trời, bạn ra thì lúc đấy thì xe chạy rồi thì em mới thấy xe chạy thì thôi em lên xe em ngồi. Thì bạn cái sau bạn tưởng em chờ bạn tính tiền cho bạn, cái bạn đứng bạn nhìn em hoài. Lúc đó là em cũng chưa biết là bạn thử lòng mình đâu đúng không? Tất cả mọi người là ai mà thử lòng em là em không biết gì nữa. Ráng chịu đó. Coi như bao lâu thì bên nào mới tỏ tình cho đằng kia? Tụi em quen nhau chính thức là trong từ cái hôm từ thiện đó về chắc khoảng 6 tháng. Và em công nhận nha, đúng là hình như nói mà khi mà mình gặp người đó nói khi nào mình thích người đó mình không biết. Nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV á thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu. Ghen luôn. Cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Không bao giờ mà chính thức nói là mình yêu nhau nha em hay gì đó. Em có. Hèn lắm. Nhưng mà sao tụi em lại nhớ được là sau 6 tháng là tụi em chính thức yêu nhau? Nó có phải một cái mốc nào đó. Dạ, có một cái sự kiện là lúc đấy Vân đang đi hát nhóm. Nhóm Vân là nhóm Olala. Dạ. Dạ ngày xưa em gặp anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em nhỏ anh không nhớ. Trong đồng 1-2-6 là nhiều lắm. Thì cái thời điểm mà em gặp Vân thì cái show nó ít rồi. Đó, cuộc sống khó khăn hơn. Sau đó thì các bạn mới là rã nhóm. Thì em mới kêu là thôi bây giờ bà về đây cho tôi làm cho. Đó là em mới bắt đầu em làm sản phẩm đầu tiên cho Vân. Sau 6 tháng thôi mà mình đã tìm được nhau đó phải không? Dạ, nhưng mà rồi. Có thể hiện không? Lần đầu tiên là ở rạp hát Hòa Bình lúc 3 giờ sáng. Đi đầu bà sáng luôn đó, kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh về thời điểm đó họ cứ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong Về tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá. Thì lúc đó là hôn cái. Vậy đó hả? Ở đó là nhắc họ mình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa. Tại vì á, mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát, rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó, dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mưng mởn mấy công vụ em sợ lắm, giống như không ai đụng được vô em đâu nha, nhưng mà thấy ông này hiền á, cái mình cảm giác là mình tin tưởng được, là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó, thì em mới thương. Anh này như mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không ăn không thôi chứ. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em nhớ là ăn cái chứ sao mà ai ngỏ lời ăn trước. Ừ, đó. Em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. rất là thiệt thà đúng không? Có sao nó vậy người ơi. Đó. Không, nên là một công đôi việc. Tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn tụi ở khách sạn không à anh? Bây giờ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai, người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm. Là cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. Thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương, thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hương. Lên hương. Yêu Là Phải Thương là chồng sáng tác. Dạ chồng em viết luôn. Hòa âm phối khí luôn. Dạ. Thực hiện luôn. Quay video clip luôn. Dạ. Móc ống hết anh. Mới đầu là tụi em bán hàng, nói thẳng là kinh doanh online thêm. Lúc đó trời ơi khổ lắm. Em nhớ lần đầu tiên nha, xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng. Trời ơi, ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa. Em mới về bị bơm hàng, em nói với anh Phong, em nói với chồng em, chết rồi chồng ơi, mất hết tất cả rồi, trắng tay rồi.
phá sản rồi. Cái gì mà dữ vậy? Ủa, mà có mấy trăm ngàn. Trời ơi, người ta đặt có 300 ngàn rồi, nhưng mà anh biết sao không? Giống tức như dạ tức, nhưng mà giống như mình không có vốn nhiều, người này đặt cái này thì mới đi ra lấy chứ không có kiểu bây giờ mà lấy hàng sẵn nữa. Trời khổ quá, đi hát về có được tiền ví dụ như 400-500 vậy đó, xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng nào nó bơm hàng em. Trời ơi, em về em bắt mặt xuống giường em khóc, em nói em này chồng ơi, trời ơi mất hết tất cả rồi, phá sản rồi chồng ơi. Có hàng chỉ giá có 300 ngàn đó. Dạ, mà bơm hàng em. Còn như cái vốn của bà là 310 ngàn đó. Dạ đó. Bây giờ là bơm khóc có 10 ngàn thôi đó. Cái xong chồng em nói thôi thôi bà ơi, của đi thay người, còn người là còn của. Chính vì vậy mà sau đó mới có một bài hit đó. Dạ. Ai mà động tới kim ngân của bạn này là không thể nào mà động được hết. Cho nên là giống như cái két sắt giữ tiền của em nè. Rồi bây giờ thì sao? Kinh khủng lắm. Bây giờ thì còn hơn vậy nữa. Rồi sẵn đây, bây giờ mình tới luôn đi. Khui đi, khui bây giờ đi. Mình khui luôn đi. Tật xấu đó. Đi. Dạ. Tật xấu của ấy là gì nè? Tật xấu thì bạn này bạn có cái tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không có sao đâu. Mà ví dụ, em thấy cái nhà dơ quá đi. Em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi, là hộ cái chổi bà vô em luôn. Xong rồi cái giọng như nè, chổi đi mà muốn sập cái nhà luôn á, lên lầu không làm luôn. Dạ, không làm luôn, chỉ không cần mà kêu luôn. Đi nhẹ lại thôi là thấy cảnh đúng không? Dạ. Bình thường á, ví dụ như em thấy đi, em sắp xếp hết tất cả mọi thứ, em làm giống như là cho em gom từng một hộp bụi một luôn, nhưng mà đến khi em làm biến lên rồi á mà kêu bà ơi quét nhà đi, hay bà ơi lau nhà đi, có mơ không có chuyện đó đâu nha. Xếp vô cái tính gì ta? Tính bị quạo, tính nóng bị kỳ tính hả? Dạ. Cần ha, cọc cần. Dạ, nóng tính, nóng sản. Dạ, nóng tính đúng rồi đó. Còn gì không nè, nữ công gia chánh may giá tiêu thùa. Trời biết nấu ăn, biết làm gì. Cái đó là thôi ăn được kêu tuyệt đối luôn. Cái gì dạ. Hỏi nhà không, bây giờ hồi nấu rồi. Mà ngày xưa á, em nhớ thời gian lúc đầu em quen á, là có một cái món mà tới 9 năm nay chưa giờ em ăn lại món luôn. Món ngon lắm á chồng. Trời ơi, em sợ mà giống như món đó giống như mấy món kinh dị vậy đó. Là trời ơi, em lên mạng em học đàng hoàng chứ bộ mình cũng muốn chăm sóc người mình yêu như thế nào. Tại vì hồi nhỏ giờ mẹ em toàn nấu cho em ăn không à, có mình em mà cưng lắm. Món canh cà trứng. Em ăn một lần là anh tin ông là một cái vị đó là có nhiều trứng là cho vô hết luôn á. Vậy là canh trứng rồi. Đâu trứng gì không cả. Đúc trứng. Một cái nồi vậy nè, có hai đứa ăn vào một cái nồi. Trời ơi em ăn mà ăn cả ngày cái nồi đó mà tới giờ em không dám ăn lại luôn. Bây giờ là nấu ngon rồi. Lần nấu là coi như là good rồi. Còn cái gì nữa? Cái lộn thì bạn này là giống như độc rác, còn em thì em im lặng em ngồi em nghe. Là xong rồi cái em đi chỗ khác, coi như mình có muốn dừng cái câu chuyện đó ở đó đi. Mình không muốn tranh luận nữa. Thì em đi chỗ khác thì cái hồi bạn không thèm, cái bạn gọi điện bạn nói nữa. Nói nữa. Dạ. Là tới khi nào mà cảm thấy là hài lòng rồi thôi. Cảm thấy là trời cúp máy khóa máy luôn xong. Dừng em khóa máy luôn đó em. Vô phòng ở một mình luôn, để em ở ngoài luôn. Em đập cửa phòng. Xong ở ngoài luôn. Dạ. Xong rồi cái trả lời là em là nói thôi bây giờ để cho chồng ngủ đi, vợ đừng nói nữa. Xong đập cửa phòng luôn, xong hồi mở cửa cho em vô. Không có giận nhau quá ngày luôn. À. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Mà bị nhây đó. Nói dạ, đúng rồi đó. Nhây đó. Dạ đúng, nói chính xác. Nó không sẵn nói nhây. Đó là hai tính xấu của cô này. Dạ. Còn anh này thì sao nè? Tới em đó Vân. Trời ơi, chồng em không có tính xấu. Không, em cũng có rất là chỉ nóng tính. Có là nóng tính với lại kỹ tính khó tính thôi. Thì nhưng mà nóng tính thì mỗi lần kia dạ, giá lỏng ra thiêm rồi. Chồng em không có tính xấu, nó kể một hồi là chồng nhiều lắm. Nóng tính. Ủa nhưng mà em nghĩ mấy đứa tính gì? Nóng tính là kỹ tính nè. Khó tính. Dạ đúng đó rồi. Là 3 cái. Đâu ví dụ như bây giờ nè, cái khó tính là cái gì nè? Dạ khó tính trong công việc. Ôi công việc em khó lắm. Công việc là Trời em khóc trong phòng thu hoài luôn. Ôi, bình thường trong cuộc sống thì em lại không có cái tính đó nha, nhưng mà khi mà đụng tới công việc cái hồi là trời ơi, em khó tính lắm luôn á. Em dễ quạo lắm. Dạ. Rồi còn kỹ tính thì sao? Kỹ tính cũng trong công việc luôn. Nói chung là cái cuộc sống ở ngoài bình thường anh Phong, em muốn làm gì làm dễ lắm, không sao hết trơn á. Còn mà đụng tới công việc thì lại rất là khó với em. Nhiều kỹ nha. Đồ em mặc nấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc đó. Rồi á, đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ, thiết kế đồ, đưa mẫu cho người ta luôn, để thiết kế cho em luôn. Bạn này bạn tomboy, cái gu của bạn ấy không phải là trên sân khấu đó. Là lên sân khấu mà trong khi đó khán giả ở mình đi tỉnh nhiều, khán giả ở tỉnh thì họ lại không phải lấp lánh kim sao học vậy đó. Mà mặc đồ mà ai chê, bầu xô chê là gọi điện em mà chửi em không à. Rồi
coi như là tất cả những cái chương trình gì mà bạn ấy tự lựa đồ á, là coi như là em coi như là fail xong hết, mà về là em là em bị sai quá hết. Sai à. Đó, em sợ quá thôi, bây giờ tự em cái đó là em ôm luôn. Rồi bây giờ là em là hiện tại là manager nè, stylist nè, viết nhạc, tài xế, bấm đế, Oxin, rồi Oxin, rồi nói bà chung là chỗ hồi tại hồi là em bà vú nó ở nhà bà vú chăm đó. Vậy ở nhà nấu cơm em ăn luôn, nấu cơm rất là ngon, nấu rồi ăn rất là ngon luôn. Tại vì sao khó tính quá tự nấu đi. Chứ giờ sao giờ? Hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi mai mốt đi đây rồi là ông vú luôn. Đó. Dạ. Như là lo luôn hai đứa luôn đó. Có mong muốn chồng thay đổi gì không? Có bớt kỹ hay bớt khó hay là bớt nóng không? Dạ không, chồng em tốt lắm, kiên trì vậy luôn phải không? Dạ đàng hoàng lắm. Tại vì bây giờ thay đổi mai mốt sao làm bà vú cho con mình. Dạ đúng rồi. Trời. Còn em có muốn bạn này thay đổi gì không? Riêng em thì em muốn bạn này sao chồng coi cho được nha chồng. Uy hiếp quá. Ở đây em không biết tối có phòng ở lại không. Sao Phong? Em thấy lo. Không nói chứ thực ra bạn này đối với em là rất good rồi. Còn duy nhất một cái vấn đề thôi là bạn ấy không biết tự trưng diện với mua sắm cho bản thân. Rồi em kêu là thôi bà đi shopping đi, bà đi mua đồ đi, mà 10 lần đi là mua đồ cho em không à. Okay. Em chỉ mong là sau này bạn đi mua nên biết chăm sóc cho bản thân mình. Ê, đi đâu á cần hôm nay bởi mặc đồ gì vậy chồng? Thôi bà tự kiếm đi. Dạ đúng rồi, em đi đâu gì bây giờ em bị quen rồi đó. Em đi đâu em cũng hỏi là ủa dòng giờ bỏ mặc đồ gì vậy? Em đi ra ngoài đi ăn em cũng hỏi, em đi gặp ai em cũng hỏi là chị hôm nay mặc đồ gì cho nó hợp. Chứ rồi nó giống như thành một cái thói quen vậy. Em mong muốn là bạn này tự luôn á hả? Dạ. Sao tự được? Tự rồi xong bị fail nữa. Thì nói tóm lại là cố gắng là những cái đồ mà về diễn thì em phải làm stylist là em phải chịu thôi. Phong muốn em phải mạnh mẽ, có những lúc á mà mình phải tự quyết định mọi thứ chứ dạ. Không là mình cứ có thói quen mà để người khác quyết định cho mình rất là nguy hiểm. Không, ngày xưa em mạnh mẽ lắm nha. Lúc mà hai tụi em lúc mà khổ á, mà em không biết sao càng ngày giống như là bị thay đổi năng lượng vậy đó. Em lật qua hết cho anh Phong, còn anh Phong bây giờ là giống như bù đắp lại hết cho em luôn. Vậy là thôi bắt đầu từ bữa nay đổi đi 50-50 nghe em. 50-50 trở lại như vậy. Nghe. Yeah. Ok. Yeah. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến. Dạ. Ông bơi như cá vậy. Dạ sau 5 ngày. Nghe chưa? Mà trước đó là em không biết bơi đó. Dạ không biết bơi hoàn trước toàn. Thôi chị phải gặp ông thầy em thôi. Thầy em đi Mỹ rồi chị. Thầy qua Mỹ thôi. Cuộc đời chị dính em dạy được, em dạy được. Em cũng không quan tâm kiếp đâu. Đẹp quá, hút hồn em có em nhìn thôi. Tất cả mọi di chuyển của em nhìn hết. Wow. Say mới anh, từ cái đẹp nhìn đầu tiên. Ba mẹ vợ em ra tiếp, nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này hay chủ cái bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá. Lần đầu tiên về nhà mà được đón nhận và trong cái sự yêu thương như vậy. Thật sự em rất là cảm ơn gia đình vợ em và vợ em rất là nhiều. Tiếp theo gặp lại bạn cũ nha. Yeah. Nhanh lắm, thân thủ người ta rất nhanh nha chị. Chào em. Chào chị. Chào cưng. Em chào chị. Em mới gặp đó chị, mới gặp hai người họ gõ cửa thăm nhà, ăn cơm luôn. Nhưng mà lúc đó người ta chưa có được như vậy, gõ cửa thăm nhà xong là cưới nhau luôn đó chị. Vậy đó hả cưng? Trời ơi chúc mừng. Vậy là mới đây hả? Dạ mới đây thôi chị. Và bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả xem đài. Em tên là Nguyễn Hồng Lợi. Em đến đây với vợ em là nhà thiết kế Phan Tường Nghĩa. Xin chào hai anh chị. Trời ơi, Lợi là vận động viên bơi lội đúng không? Kinh ngư đó chị. Lợi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 33 tuổi. Dạ tới em. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Tường Nghĩa, hiện là nhà thiết kế. Em 27 tuổi. 27 tuổi. Lần đầu tiên Lợi và Tường Nghĩa là lần đầu tiên hai bạn lại gặp nhau trong một cái dịp nào và ấn tượng gì về nhau? Cái này em để cho vợ em nói trước về gặp nhau đi ha. Hai vợ chồng em gặp nhau vào tháng 9 năm 2018, lần đầu tiên tại một cái triển lãm áo dài, thì em với vai trò là nhà thiết kế, còn chồng em là ngày hôm đó là được mời làm người mẫu. Dạ. Có nghĩa là hôm đó là bạn mặc đồ của em thiết kế đúng không? Của một nghệ sĩ khác thiết kế. Dạ. Vậy hả? Là em ấn tượng liền với chồng em luôn. Dạ ấn tượng thôi chứ lúc đó chưa có gì hết. Nhưng mà ấn tượng đó là giống như là ngưỡng mộ này cái nọ. Dạ, đúng không? Lúc đó thì gọi thì sao ạ? Buổi triển lãm là buổi chiều. Rồi là buổi sáng em đến trước, em rảnh mà em ngồi trong hội trường thì em nhìn ra cửa thì em thấy vợ em từ xa bước vô, em nhìn wow
Cái này đẹp quá ta. Thấy nó sẽ đẹp anh là Liên thấy đẹp rồi. Cái xong em suy nghĩ là chắc không biết là đi theo ai phụ hay là như thế nào đó. Em cũng không quan tâm kiếp đâu. Đẹp quá, hút hồn em nhìn thôi. Tất cả mọi di chuyển của em nhìn hết. Cây mới anh, từ cái đẹp nhìn đầu tiên. Rồi bắt đầu cái chiều tối, bắt đầu cái em mặc áo dài và em mang chân giả. Thì em cũng đi diễn như mọi người, nhưng mà cái của em nó khó khăn hơn tại mang chân giả, mà đi chung thì cũng có mấy anh hỗ trợ kè em. Sau đó bắt đầu bữa trình diễn thì em ngồi em xem những cái bộ sưu tập, ban tổ chức ra giới thiệu từng nhà thiết kế, cái sau cái mà giới thiệu tên vợ em là nhà thiết lại kế lại tiêu nữa. Phan Nghĩa cái nhìn wow, nhà thiết kế ta. Bắt đầu em đi tiêu nữa không, em tiêu qua sản phẩm em tiêu qua những cái sản phẩm của vợ em làm. Thì ra là những cái bộ áo dài là của cô ấy làm. Thật sự thì em nhìn là em mê người rồi, bây giờ em nhìn sản phẩm mê sản phẩm nữa đó. Tại vì em là xuất thân là học trò của thầy Lê Sĩ Hoàng, em vẽ trên áo dài. Cái xong kinh nghiệm đúng cái nhịp, mình nhìn sản phẩm, mình nhìn người mẫu, mình nhìn nhà thiết kế đi, trời ơi, sao người đẹp mà làm sản phẩm đẹp quá. Tất cả bằng thủ công hết. May thêu vẽ kết cườm tất cả bằng thủ công hết, là bắt đầu từ đó em si mê rồi đó. Người đẹp mà còn tài giỏi nữa. Nhưng mà em có biết là bạn này bạn bị cú sét với em không? Em không có nghĩ gì hết. Đến bao giờ thì em mới biết? Thật ra là lúc mà set up trước khi mà vào chương trình đó là em đã thấy chồng em rồi, nhưng mà lúc đó là ngồi trước một cái bàn mà cái bàn đó là phủ hết, không có thấy cái chân. Em chỉ thấy là anh này cực kỳ đẹp trai thôi. Nghĩa là ổng ngồi là nhìn thấy cái người ổng tự lên mà cái mặt ổng đẹp trai chứ bộ. Lúc đó là em không điều kiến, em ngồi vậy nè, cứ ngồi nhìn đó. Em cứ lia, em cứ tia thôi, mà đúng vợ mình mới đẹp mới tia nha. Mà cái mặt ổng rất là tây. Cái lúc mà Lợi lên biểu diễn đó, mà áo dài đó, lúc đó là Lợi mang chân giả. Chân giả. Chân giả thì em cũng không biết là Lợi là mang chân giả đúng không? Em biết, tại vì cái lúc rồi. mà anh ngồi trên bàn khoảng 10-15 phút sau là anh bước xuống, anh chụp hình. Thì lúc đó em lại ấn tượng bởi cái sự tự tin của chồng em. Cực kỳ tự tin luôn mà đẹp năng trai, tạo dáng đồ, nhìn rất là có sức hút. Và lúc đó em đã biết chồng em là vận động viên mà gọi là kình ngư chưa? Là em thứ dữ chưa? Chưa biết. Em chưa biết luôn. Như vậy thì sau khi em biết được là ảnh lại có cái tài đó nữa thì sao? Ngay cái lúc đó thì em chỉ cảm thấy là quý mến cái người đàn ông này thôi. Tại vì quá là tài giỏi, rất là lạc quan và nghị lực. Chứ em cũng không nghĩ là sau này là chồng của em đâu. Lời có chủ động đến để mà xin số điện thoại để mà làm quen không? Dạ không anh, lần đầu tiên khi gặp nhau rồi, bữa đó về em cũng nghĩ là chắc gặp nhau buổi sự kiện đó rồi thôi. Về bắt đầu cái chụp hình Facebook á anh, thì mình thấy chụp hình chung á, thì có bạn bè chung, mình thấy cô này bữa nè. Cái xong mình vô Facebook mình coi thôi, bạn bè em cũng up hình lên rồi. Sau đó bắt đầu thấy em cũng up hình thì thấy cô ấy like hình em. Và xong cái hai đứa like qua like lại. Nhưng mà chị rất là muốn biết cái cảm xúc của em á, là khi mà em biết bạn này là kình ngư á, trời ơi, tự nhiên chị ngưỡng mộ chứ sao. Chị không nghĩ sao mà Lợi có thể bơi đúng không? Thực sự luôn á. Nếu mà nói về cái cảm xúc mà gọi là mãnh liệt mà sau khi mà biết chồng em là một vận động viên mà nổi tiếng như vậy trong cái lĩnh vực bơi lội của khuyết tật. Em phải kể đến là khi mà em đi tập cùng anh. Có nghĩa là khi mà xuống hồ thì chồng em y như một con cá vậy. Rái ca. Có nghĩa là ảnh xuống nước ảnh anh giống như được về với cái đúng về là đi, cá về với nước, cá về với cá luôn. Em là không biết bơi, chị em không biết vậy, bơi bởi vì chị rất ngưỡng mộ là vậy đó. Bây giờ nè, chị không biết bơi em ơi nè, rồi tới giờ phút này dần em chị xin... chết đuối gần coi là mém chết đuối ba lần rồi, cho nên giờ chị nhìn thấy nước nha, chị nói là một ngày chị chỉ tắm một lần thôi, không bao giờ tắm hai lần nha. Thế không xuống hồ bơi luôn đúng không? Hồ bơi là không bao giờ xuống rồi. Bây giờ nghe nè, nghe câu chuyện về ngắn gọn thôi về bạn Hồng Lợi nè. Năm ngày là biết bơi. Trời ơi. Đúng không Lợi? Dạ đúng rồi. 5 ngày thôi là đã bơi như cá luôn. Và thậm chí là ông thầy ổng có như ổng bất ngờ. Thầy em nhận. Thì sợ là thầy không nhận thôi. Tại vì một cái cơ thể như này có người ta thì đúng bơi rồi. Như bơi. Sau 5 ngày là ổng bơi như cá vậy. Dạ sau 5 ngày. Nghe chưa? Mà trước đó là em không biết bơi đó. Dạ không biết bơi hoàn trước toàn. Trước rồi chị phải gặp ông thầy em thôi. Thầy em đi Mỹ rồi chị. Dạ. Em qua Mỹ thôi. Cuộc đời chị dính em dạy được, em dạy được. Chồng em là có dạy cho Hoa hậu Khánh Vân luôn. Quay trở lại với cái chuyện sau khi các bạn biết nhau trên Facebook rồi âm thầm lén lút like qua like lại rồi, chắc chắn là ông Lợi này phải dùng chiêu gì đó mới cua bạn này đúng không? Thả thính anh. Một ngày đẹp trời là cuối tuần em đi coi phim, đi coi phim với bạn em. Em vào rạp phim mà em coi lộn ngày, để giờ đi vô đi về thôi. Mất thời gian nữa. Ngồi quán cà phê ngay đó luôn, suy nghĩ. Thôi móc mở Facebook ra, coi cái tấm hình nào mà mình ạt ạt á anh, up lên. Em đăng một status là trai đẹp bị lãng quên. Cuối tuần ai cũng đi chơi bù bịch thích chơi mà đăng vậy thôi. Khi mà em vừa đăng lên thì vợ em like đầu luôn. Like hình đầu tiên á, chà cái xong mình vui anh. Tim
Wow, vui vui, nhưng mà đâu dám biết nói những thứ từ từ đi. Chứ mình thấy người ta like, lỡ người ta vui thôi, thì mình nhảy vô mình làm tấp 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 thì người ta ngại sao. Em mới vô Facebook vậy em like lại. Bắt đầu hai đứa mới trò chuyện với nhau, mới hẹn nhau đi uống cà phê. Đến khi nào uống cà phê mấy lần thì em mới tỏ tình hả lại? Hai đứa em, hai vợ chồng em mà đều không tỏ tình. Tất cả đều là tự nhiên như hơi thở rồi đó. Cái là nghiễm nhiên là biết là mình thích nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Cái buổi hẹn hò đầu tiên đặc biệt lắm, để em kể cho. Chồng em hẹn với em là đi uống cà phê. Em là ở tận Bình Triệu. Mà do em nghĩ là chồng em như vậy này, nên là em kêu thôi được rồi, anh chọn cái quán cà phê nào mà ở gần chỗ anh á, em sẽ chạy tới. Em từ Bình Triệu đi về quận Nhất, tất cả các đèn em đi qua đều bật xanh hết. Thì em nhớ gần 10 cây số luôn á. Em lo make up sửa soạn, em thấy trễ giờ rồi, em mới nhắn cho anh một cái tin là: anh ơi em sorry anh nha, em sẽ tới trễ 15 phút. Cái anh kêu ok em. Coi như là bật đèn xanh. Từ nhà thờ Fatima ra mà đến Tôn Thất Tùng, Lê Thị Riêng, cháu có gần đâu anh. Đèn đỏ quá trời luôn mà đi đèn xanh không là em thấy là có cơ hội nhiều rồi đó. Thấy là tươi rồi đó. Có trễ không cưng? Dạ không. Tới nơi cái ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Giống như là quen biết từ trước rồi chị. Mặc dù lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Nhưng mà phải có một cái mốc gì đó, hoặc có một cái dấu ấn gì đó để gọi là coi như hợp thức, nghĩa là hai đứa là chính thức là người yêu của nhau. Không luôn, cứ uống cà phê gặp nhau đi chơi, rồi rảnh rỗi là vụ nhau trong công việc, chia sẻ nhau. Cái lúc nào nắm tay? Nắm tay hả? Mới khó à. Buổi hẹn thứ hai hay sao? Như là anh thì không nhớ, nhưng mà nắm tay thì giờ em nắm tay em trước, tại nắm tay này là dễ thương anh. Nhỏ nhỏ bé bé xinh dễ thương. Có nghĩa là nắm tay nhỏ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi khi nào thì lại mới bắt đầu nắm tay rồi. Hôn nhẹ lên má cô em. Chắc là một cái buổi cà phê cuối tuần nào đó đại loại không nhớ. Tại giờ em đẹp em hung hoài em cũng không nhớ nữa. Đó, cái hôm đầu tiên á, phải nhớ hôm đầu tiên. Hôm đầu tiên hả? Hôm đầu tiên là ở đâu ta? Đi uống cà phê ăn cơm sườn đó. Đi uống cà phê ăn cơm sườn. Ở Bình Thạnh. Nước mắm không đó, mà hút luôn vậy đó. Thơm anh. Như vậy là cái hôm mà em quay cái chương trình mà gõ cửa thăm nhà. Đó là hai bạn là coi như là có báo tin cho em biết là sẽ cưới nhau. Lúc đó là đính hôn chưa? Tụi em một là đăng ký kết hôn tháng 6. Đính hôn là cuối tháng 7. Rồi tháng mấy thì cưới? Ngày 10 tháng 10 vừa rồi là vợ chồng em cưới. Vậy hả? Vợ chồng quá son luôn. Không đi được nè. Hai đứa lúc mà mới đến với nhau á, có gì khó khăn không? Có trở ngại, có cản trở gì không? Cái này để cho vợ em nói đi. Cái gì mà đi trái với quy luật á, thì người ta thường sẽ để ý nhiều hơn. Hiển nhiên em cũng có nghe rất là nhiều những cái lời không hay, hay là những cái lời góp ý cũng từ những cái người bạn bè, người thân. Nhưng mà một cái điều rất là may mắn là gia đình em á, thì đón nhận anh Lợi và yêu thương anh Lợi giống như là một thành viên trong gia đình vậy. Cái đó là cái quan trọng nhất là em đã có rồi. Quá là may mắn luôn. Anh rất muốn biết cái lần đầu tiên mà em về nhà vợ đó, về ra mắt bên vợ đó, thì bên gia đình như thế nào? Lần đầu tiên thì em về nhà vợ em đó thì em cũng rất là vui. Vui là được mà Tết, mà dịp Tết mà vợ mình dắt mình về chơi đó, chỉ là chưa có lấy nhau gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Cũng hồi hộp lắm anh. Tại vì mình là một chàng trai đặc biệt như thế này mà mình về nhà bạn gái mình dịp Tết nữa. Mình thì mình có thể chịu được những cái lời nói hay là như thế nào đó, nhưng mà không biết là có tiện cho gia đình họ hay không. Vợ em cũng động viên: anh cứ về đi, mấy anh chị ở trong nhà anh cũng gặp hết rồi, thì bây giờ chỉ có ba mẹ em thôi. Thì lúc đó em về, trên đường em về thì em suy nghĩ rất là nhiều, rất là hồi hộp. Từ đó em chưa bao giờ hồi hộp. Em cũng gần tới nhà ra mới bình tĩnh. Khi mà chiếc xe vừa chạy tới nhà rồi đó, thì là vợ em ra, với lại ba mẹ vợ em ra đó, thì em cảm nhận rất là hạnh phúc anh. Phải dùng từ là hạnh phúc luôn. Thực sự thì cảm giác như là một cái gia đình của mình, mà giống như em là một người xa quê về vậy đó. Ở xa trở về. Dạ đúng, trở về đó. Ba mẹ vợ em ra tiếp, nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này, hay chủ bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá, lần đầu tiên về nhà mà được đón nhận và trong cái sự yêu thương như vậy. Thật sự em rất là cảm ơn gia đình vợ em và vợ em rất là nhiều. Rồi cưới nhau vui không? Mới đây mới bắt đầu vui. Về nhau vui không? Thấy nó có tại khác gì lúc yêu không? Vì... bây giờ là lại với nghĩa là ở bên bên nhà má ba là. Dạ đúng rồi, bên ở nhà má ba. Mà hôm anh ghé thăm. Anh ghé đó, nhà đó là nhà đó. Đúng rồi. Là nhà má ba là bên chồng hay bên vợ? Bên, dạ bên chồng, bên chồng. À có nghĩa là ủa sao lại gọi là má ba? Tại vì má em ở trong nhà là người thứ má nuôi em là thứ ba. Trước má em là có một bác nữa, rồi tới má em.
đó. Má cái là má ba là má nuôi của má nuôi, má nuôi, má nuôi. Còn má ruột em là Út. Ủa vậy là hai đứa ở nhà má ba chứ không ở nhà má? Dạ không, không. Dạ không. Ủa vậy chứ má Út ở đâu? Dạ má Út cũng gần đó thôi. Nhưng mà lại ở nhà má ba. Dạ đúng rồi. Má ba nuôi em từ nhỏ. Nuôi từ lúc còn bạn hay lắm chị ơi. Ly kỳ lắm chị. Muốn biết mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân hãy đến với chương trình gõ cửa thăm nhà. Gõ cửa thăm nhà. Gõ vào kinh ngư. Đốt lại. Tôi sẽ gõ ngay và liền luôn. Hay lắm. Rồi má ba dạ. Cưng đứa nào hơn? Trước đó thì cưng em, mà giờ em đem vợ em về nữa. Dạ, thằng cưới vợ, bây giờ là cưng hai đứa luôn. Em là quá là gọi là may mắn luôn á. Ừ. Vợ vừa đẹp nè, giỏi. Vừa giỏi nè. Gia đình vợ lại yêu thương em như vậy, rồi lại có bà má ba, quá đáng yêu. Hay coi lắm. Bây giờ là ôi. Nhưng mà nó nghe nè, chắc để mà rủ được bạn ấy về nhà đó, em cũng rủ bạn ấy nhiều lần rồi. Lúc mới quen chồng em được được khoảng 4-5 tháng là lúc đó tới Tết thì em rủ, nhưng mà lúc đó ảnh, em nghĩ là ảnh có nhiều cái lý do để mà anh không về. Đúng rồi, còn lo lắng, còn suy nghĩ cũng ngại chứ em ha. Nãy bạn có tâm sự đó là chưa bao giờ mà bạn bị đắn đo đến cái mức như vậy ở cái lần mà về quê đầu tiên. Nói nghe nè, mê chồng lắm hả? Mê chồng lắm ạ. Mê không? Bây giờ mà em vẫn còn si mê ảnh. Nghĩa là cưới rồi mà vẫn cứ như là đang hẹn hò. Nhưng mà nó nghe nè, sau khi cưới về rồi đó nghe, cái cuộc sống của hai vợ chồng mới đây thôi thì nó có khác gì so với cuộc sống trước đây không? Tụi em thì nếu mà từ lúc đăng ký giấy tới giờ là đã nửa năm rồi, nhưng mà mới chính thức là về chung một nhà đây thôi. Sau khi mà làm đám cưới á, thì em cảm thấy là mình hạnh phúc hơn. Cái hạnh phúc của mình nó lớn hơn. Đúng tại rồi. Vì được tất cả gia đình hai bên và bạn bè, người thân công nhận và chứng kiến những cái giây phút long trọng nhất của cuộc đời ấy. Và em thấy yêu thương chồng em nhiều hơn. Vậy là cái cặp này chắc không có cái phần thứ nhì quá. Không có tật xấu cái hay phần sao? Mà tật xấu đó chắc không có cái để kể quá. Đang nói mà không, tôi không tin trên đời này là con người sinh ra là không có tật xấu. Giờ anh hỏi Nghĩa trước đi. Giờ bạn Lợi này nè, cưới về rồi bạn có lòi cái tật xấu gì ra? Em nói chắc không ai tin đâu. Anh tin, anh với chị Vân tin. Anh thật ra thì những cái tật xấu của anh á, em chấp nhận ngay từ đầu. Tại vì ngay khiếm khuyết như vậy em còn chấp nhận được mà những cái tật xấu là gì hết á. Mà phải kể mà có chút chứ. Cái hồi mà lúc em mới quen á thì anh xuyên chơi game hơn, mê chơi game hơn. Bây giờ thì đỡ hơn rất là nhiều rồi. Rồi coi như tự xấu tự hết luôn, bây giờ không gì đâu nói. Không, nhưng mà có một cái xấu nè. Chồng em á hơi nóng tính. Em cũng đã khuyên nhủ rất là nhiều lần rồi. Cố gắng khi mà mình bất cứ trong một cái sự việc nào đó cũng phải bình tĩnh, chứ đừng có nóng vội. Cái điều đó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Vậy thôi vậy. Mà từ bữa giờ là cưới nhau về rồi, ổng có nóng tính với em không? Nóng tính với người ngoài chứ chưa bao giờ mà khó chịu gì với em hết. Còn em, Lợi, bên này có tật xấu gì không? Dạ thì giờ em cũng có tật xấu là lâu lâu hay nặng mụn sản. Nặng mụn bả? Không, nặng em. Sản mặt này, cái da này thì đó có mụn đâu. Nhưng mà giờ em thích, đang ngồi cái á đau. Từ từ đi, để anh nói chuẩn bị rồi em hãy nặng nha không? Vậy đó. Từ từ, riêng nặng mụn vậy hả? Em không biết, chắc là cái bệnh từ từ hết rồi. Đó là vậy thôi bạn. Đó, còn không có cái, một cái xấu gì nữa. Dạ không, thật sự trời thì ơi, cái cặp này thiệt á, làm vậy mà cái chi mắt, thiệt á. Để cái phần mắt chương trình tôi hết trơn hết trọi rồi. Rồi bây giờ là chắc có mong muốn thay đổi gì không? Dạ thật sự thì có xấu gì đâu. Mong muốn bớt nặng mụn lên. Không, cũng có những cái mong muốn đó chị. Đâu, em mong đi. Muốn gì nè? Những cái gì mà ảnh chưa hoàn thiện được thì bây giờ ảnh cũng đã hoàn thiện hơn rất là nhiều rồi. Em cũng chỉ hy vọng là thể hiện tình cảm với vợ nhiều hơn một chút. Bản thân em không phải là người lãng mạn. Nếu mà chồng em á mà mua một cái bó hoa mà 99 bông mà cầm tới là em không vui đâu. Đối với em chỉ cần một bông hồng thôi. Hoặc là chỉ cần biết vợ thích cái đó, không cần bất cứ một ngày lễ nào hết á, để dành tiền dẫn vợ đi mua là đối với em như vậy là tuyệt vời. Trời ơi, chị còn đơn giản hơn em luôn. Chị chỉ cần chồng chị tặng chị trái ổi thôi là chị vui. Anh bố rồi đúng không? Chị thích ăn ổi đó, em biết không? Nói vậy đó. Ông Tuấn Anh không đi đâu cũng mua ổi. Hai vợ chồng Nhân Đan cũng muốn hỏi luôn là có những cái dự tính gì trong tương lai hay không? Kế hoạch gần thì hy vọng là sang năm tụi em sẽ có baby. À là mong baby đúng không? Yeah. Trời, đúng nghề của anh Biên. Đúng ổ luôn. Sẵn đây bỏ qua cái phần mong muốn thay đổi đi. Có thề, có khuyên bảo gì không? Không. Trời ơi, cái cặp này là vô luôn quá đúng hoàn thiện. Rồi. Em chúc liền cho rồi. Chị. Anh cũng chúc cho hai vợ chồng em nha. Sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Đã yêu thương rồi thì sẽ yêu thương nhiều hơn nữa nha. Qua năm sau, công việc hai vợ chồng kết hợp với nhau sẽ thuận lợi. Và đặc biệt, tháng 3 năm sau, bác sĩ
báo tin vui. Cuối năm sau hai em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai em. Trời ơi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Có là báo liền nha.